Nghe các cụ già trong trấn nói, năm đó binh đao loạn lạc, cảnh sát mã Đa Dư của thị trấn Bắc Đình đã hơn 40 tuổi nhưng chưa từng động chạm vào cơ thể phụ nữ. Hắn dùng vài chục đồng bạc mang một người phụ nữ từ bán tiệc câu đưa về nhà. Hưởng Mã Tử cấm đường rồi, qua Bích Tam Hộ nhất định phải đi qua. Bị Hưởng Mã Tử giết, mời tim để ăn. Tại sao lại chặn đường? Gió má thật, không còn dư pháp nữa. Để bọn chúng chặn. Chôn đi. Thời thế loạn lạc, nhập nhiều hàng một chút. Phải làm sao đây? Qua Bích Tam Hổ chúng ta không chơi lại được. Người có thể giết được chúng, cậu nghĩ xem là người thế nào? Dù sao tôi cũng nghỉ việc rồi, quần áo cũng cởi rồi, súng cũng buông rồi.
Tại sao Hữu Mã Tử lại chặn đường chứ? Qua Bích Tâm Hổ tại sao nhất định phải đi qua? Nhanh lên, mau bái đường đi, tôi còn phải về nhà. Chó má thật, cắn chúng ta cả dọc đường rồi. Sư trưởng phái các ngươi đến đúng không? Biết sớm muộn gì các ngươi cũng đuổi đến đây. Không làm cha mẹ ta bị thương đấy chứ? Thám tử, ở đâu ra mà bắn súng nhanh vậy? Cái này vốn là đeo cho cha. Cha đã mất, anh đeo thay cho cha. Đảm bảo cả đời này làm trâu làm ngựa cho vợ, để cô ấy có cuộc sống tốt. Được chứ? Được. Thank you.
Giờ lành đã đến. Bái đường. Nhất bái thiên địa. Bái thiên địa. Xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi. Mẹ cha nó. Chuyện gì? Không thấy hôm nay là ngày gì sao? Giết người rồi. Ở đâu? Giếng. Giếng thất giác. Đi. Quần áo đã cởi, súng đã buông. Tôi không đi. Ai làm? Một tên trẻ tuổi. Bắn súng rất nhanh. Ân oán gì? Cướp. Cướp gì? Không biết. Lão đại nói thứ đó quý hơn mạng sống. Lại là một đám người không cần mạng. Xem ra thị trấn Bắc Đình gặp phiền phức rồi. Tổng quân hả? Thuộc quân đội nào thế? Muốn nghe ngóng một người. Trong thị trấn có ai tên là Sáu Mũi Tử không? Đồn cảnh sát ở đâu?
Có gặp người phụ nữ của tôi không? Ông nói đi chứ. Chạy rồi. Nháy mắt ném cô ta lên lưng ngựa. Bắt đi rồi. Ai? Một tên trẻ tuổi. Chó má, chán sống rồi. Phụ nữ của lão Mã cũng dám cướp. Khốn kiếp. Đi đường bình thường không đi. Xem ra không phải lão làng. Không được. Không được. Em bái đường với người khác rồi. Em là người phụ nữ của anh. Từ nhỏ chúng ta đã đính ước. Tại sao không đợi anh? Anh đi tổng quân. 5-6 năm không có tin tức gì. Người trong thôn đều nói anh bị đánh chết rồi. Cha mẹ em đều bị bệnh mà qua đời. Là cảnh sát họ Mã đó. Lấy tiền ra chôn cất họ. Khổ cho em quá. Cũng khổ cho anh quá. Mấy năm nay tổng quân chạy đông chạy tây. 3 ngày đánh 2 trận. Cái mạng này mất bất cứ lúc nào. Nhớ em. Ngày nào cũng nhớ. Nửa tháng trước anh nhớ em không chịu được nên đã trốn khỏi quân đội. Anh nghĩ cách trả tiền cho tên họ Mã trước đi. Chúng ta sẽ về nhà và sống thật hạnh phúc. Không về được nữa rồi. Người trong quân đội đã đuổi đến nơi rồi. Anh đã đánh nhau với họ. Họ sẽ không tha cho anh đâu. Vậy phải làm sao? Chạy. Chúng ta tìm một nơi không ai quen biết. Em đừng sợ. Anh có tiền. Một số tiền lớn. Bất quá anh sẽ cầm gậy chống lại chúng. Anh không dám đâu. Vì em. Anh dám.
Dám động tới Mã Đa Dư chán sống rồi. Mấy mươi dặm quanh đây không có ai mà Mã Đa Dư không trị được. Mày là ai hả? Người của Mã Đa Dư mà mày cũng dám cướp? Tao hỏi mày, ở đâu ra? Đủ cho mày mua mấy người phụ nữ. Cũng cứng miệng lắm. Được, này thì cứng miệng. Buông anh ấy ra, buông anh ấy ra. Thả người ra. Trả xảo mũi tử cho tao. Tao sẽ thả hắn. Không trả xảo mũi tử cho tao, tao sẽ bắn chết hắn. Tao đưa cả vàng cho mày rồi, đủ cho mày mua vài người phụ nữ. Tại sao mày vẫn không tha cho tao và người phụ nữ của tao chứ? Lão Mã, người ta đưa vàng cho anh rồi. Anh làm như là anh ta nói. Nói gì thì hai người cũng là huynh đệ. Bỏ súng xuống.
Mã Đại Dư. Ai là Mã Đại Dư? Tìm tao làm gì? Làm sao? Đưa vàng ra đây. Đưa hết ra đây. Đưa hết rồi đó. 200 thỏi. Đưa hết ra đây. Chỉ tìm thấy một thỏi này thôi. Đồ của bọn tao, mày cũng dám ăn trộm à? Không dám. Vậy người cướp vàng đâu? Chạy rồi. Chó má thật, cướp cả người phụ nữ của tao. 200 thỏi. Để lại cho mày một thỏi. Còn cướp cả người phụ nữ của mày. Mã Đại Dư, trong bán kính mấy mươi dặm, mày cũng là người có tiếng. Tao giữ lại thể diện cho mày. 10 ngày nữa tao sẽ đến lấy vàng. Lúc đó không nhìn thấy vàng, tất cả những người trong thị trấn moi tim móc phổi, không chừa một ai. Đưa cho chúng đi. Hữu Mã Tử chúng ta không chơi lại đâu. Đưa cái gì? Mẹ kiếp, tìm thấy đúng một thỏi. Bảo tôi lấy gì đưa cho hắn. Già là của người ta, anh trả cho người ta đi. Anh không thể đợi đến 10 ngày sao? Để già trẻ tất cả trong làng bị moi tim móc phổi. Làm ơn đi, cứu mọi người đi. Mấy mươi mạng người đấy, anh không thể đi được. Chôn xong Hỷ Tử đi. 10 ngày sau gặp lại. Anh không được đùa chúng tôi. Làm phiền An đại ca quá. Không có gì, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi thôi. An đại ca, tuyệt đối không được nói người khác biết chúng tôi ở đây. Đào hôn thôi mà. Miệng tôi cứng lắm, thành sắt cũng không cậy được. Yên tâm đi. Có gặp người này không? Đưa theo một người phụ nữ. Không, không gặp. Cháu gặp rồi. Ở đâu?
Buông súng xuống. Nói, vàng đâu? Ở đâu? Nói. Không nói, ông bắn một phát chết luôn. Đừng bắn. Tha cho chúng tôi đi. Tha cho hai người. Cô là người phụ nữ của tôi, là người phụ nữ của Mã Đa Dư này. Đi, đi tìm vàng với ông mày. Anh là loại người gì vậy? Tôi đã cầu xin anh rồi mà anh vẫn bán đứng tôi. Mã Đa Dư quay về rồi. Mã Đa Dư quay về rồi. Sao vậy? Trúng đạn rồi. Không có thuốc tê, không chữa được. Chữa. Đưa súng cho tôi. Không có thuốc tê, đau đấy. Nhỡ đâu anh không chịu được, cầm súng giết tôi thì sao? Oh!
Hữu Mã Tử đến rồi. Hữu Mã Tử đến rồi. Lấy vàng về rồi chứ? Chưa. Đã đến 10 ngày đâu. Đừng đừng. Anh ta là người tốt. Hơn nữa chưa đến 10 ngày mà. Không quên thời gian là tốt. Mười ngày sau không nhìn thấy vàng. Đến lúc đó giết sạch. Thêm viên nữa. Đến lượt anh, nhìn cho kỹ. Nhìn, nhìn đi. Có gì ăn không? Không có. Cân, mau chạy đi. Thổ phỉ đến rồi. Cáp qua tử. Cáp qua tử. Cha. Thổ phỉ đến rồi. Cha. Đừng bắn, đừng bắn. Đừng, đừng bắn. Đừng. Đừng bắn. Cha. Cha bắt thổ phỉ. Sao vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ. Tại sao anh lại giết nó? Anh không giết nó. Đến lúc đó người chết sẽ là chúng ta. Anh không còn là tiểu trụ tử mà tôi biết nữa. Trước đây anh không như thế. Đi thôi.
Làm gì vậy? Cho ngựa uống chút nước, sau đó kiếm cho chúng tôi ít đồ ăn. Chú giúp cháu với. Chú giúp cháu chạy trốn đi. Hắn không phải người, sớm muộn gì hắn cũng giết cháu. Chú ơi, cháu xin chú giúp cháu đi. Mày là thứ gì mà dám cướp người phụ nữ của tao? Là tôi bảo chú ấy đưa tôi đi. Anh không được giết chú ấy. Người đối đầu với anh, em có biết có kết cục gì không? Khốn kiếp, xuất sinh, khốn kiếp, đồ khốn.
Buông tôi ra. Em chạy đi đâu? Em là người phụ nữ của anh. Anh thả tôi về thị trấn Bắc Đình đi. Tôi xin anh, thả tôi về thị trấn Bắc Đình đi. Em là người phụ nữ của anh. Ông này thích thế nào thì là thế đấy. Chẳng phải em muốn về thị trấn Bắc Đình sao? Tên họ Mã đến rồi. Đừng vội, hắn ta chỉ là một con khỉ. Vàng mày cũng lấy rồi. Phụ nữ ở đâu cũng có. Sao cứ phải hết lần này tới lần khác chạy tới trước mũi súng của tao tìm chết? Được, hôm nay tao cho mày toại nguyện. Đừng giết anh ta. Tôi đi theo anh, cả đời làm trâu làm ngựa cho anh. Được chưa? Được, nghe em. Không giết. Đồ khốn, bắn đi, dứt khoát lên.
Tao đồng ý với cô ấy, không giết người. Nhưng nếu ông trời muốn diệt mày thì cũng hết cách. Lão Phương, Lão Phương, Lão Phương. Anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Muốn uống nổ phổi à? Đúng không? Uống từ từ thôi.
Làm sao vậy? Ai làm anh ra nông nỗi này? Một tên lính vô lại. Gây thù trước quán gì mà ra tay độc ác vậy? Hắn giết người, còn cướp người phụ nữ của tôi. Đại ca, xin anh hãy cứu tôi. Cứu tôi với, đại ca. Tôi cầu xin anh, cứu tôi với. Thổ phỉ đến rồi. Trên người tên khốn đó có vàng. Đuổi theo, đuổi mau. Là người phụ nữ của anh thật sao? Không phải chứ. Tôi thấy nửa ngày mà không thèm nói với anh một câu. Không phải người phụ nữ của anh đúng không? Hắn làm ô uế cơ thể tôi. Tôi không xứng làm người phụ nữ của Mã đại ca. Tôi không che cơ thể cô bẩn thỉu. Cô làm người phụ nữ của tôi đi. Khốn kiếp, ông bắn chết mày bây giờ. Thôi thôi, cậu ta chỉ nói mồm thôi mà. Đừng tính toán với cậu ta. Tao là Mã Đa Dư. Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không chăm sóc tốt. Tao còn là Mã Đa Dư không? Này, hét cái gì chứ? Thích gây sự thì đến mà gây sự với tên lính vô lại kia. Để hắn làm cho mất mấy cái mạng rồi. Làm sao? Tôi còn cứu anh đấy. Hét cái gì chứ? Này này, nói gì vậy? Có đấu lại được không? Là chuyện của người ta. Hèn nhát không? Cũng là chuyện của người ta. Người phụ nữ này đúng là của người ta. Cậu đó, không làm được gì đâu. Hắn lòng dạ độc ác. Anh không đấu lại đâu. Đừng vì tôi mà đánh đổi mạng sống của mình nữa. Đại ca, không đáng đâu. Đúng là một người phụ nữ hiểu chuyện. Nhịn cho qua đi.
Tôi muộn thế này còn đi đâu? Tam Đảng, đi, gọi cô ta về. Có sói đấy. Cô định làm gì vậy? Đi vệ sinh. Đi luôn ở đây đi. Tôi không nhìn đâu. Có sói đấy. Đừng đi xa quá. Này, làm gì vậy? Đừng động đậy. Anh nổ súng bắn chết tôi đi. Tôi cầu xin anh bắn chết tôi đi. Nhớ lấy, em sống là người của anh, chết là ma của anh. Mạng mày đúng là lớn. Biết tao là ai không? Tao là Mã Đa Dương. Hôm nay tao sẽ cho Mã Đa Dương mày biết. Mày đúng là dư thừa.
Tao từng nói, tao nhất định phải bắt được mày. Nếu không, bán kính mấy mươi dặm ở thị trấn Bắc Đình, tao không thể sống được nữa. Tại sao cô lại đập chết hắn? Hắn không chết, anh sẽ chết. Xong rồi, không tìm được vàng về, thị trấn Bắc Đình xong đời rồi. Cô đi đi. Anh bảo tôi đi đâu? Cô muốn đi đâu thì đi. Vậy anh thì sao? Tôi quay về thị trấn Bắc Đình. Tôi về cùng anh. Hưởng Mã Tử không lấy được vàng, sẽ đến thị trấn Bắc Đình giết hết, gà chó cũng không tha. Không có việc gì thì không gây chuyện. Gây chuyện rồi thì không sợ. Mã Đa Dư về rồi. Mã Đa Dư về rồi. Lão Mã, vàng đâu? Lấy về được chưa? Chưa. Chưa. Một câu chưa là xong à? Mạng cả thị trấn này đấy, anh không thể mặc kệ được.
Đúng vậy, anh không thể bỏ mặc. Lôi ta xuống, đừng để anh ta chạy. Là anh gây chuyện, anh phải nghĩ cách chứ. Anh không thể để mặc kệ được. Đúng đấy, anh không thể mặc kệ được. Anh phải nghĩ cách. Hôm nay là ngày thứ 10 rồi. Hữu Mã Tử nói đến là đến. Hữu Mã Tử đến, thị trấn Bắc Đình sẽ máu chảy thành sông. Không thể mở to mắt chờ chết được. Mã Đại Dư, phải làm sao đây? Anh phải nghĩ cách đi chứ. Nghĩ cách đi, nghĩ cách đi chứ. Chỉ có một cách. Cách gì? Liều mạng với chúng.
Một trận gió lớn nổi lên, kéo dài 33 ngày. Nhiều nơi bị gió cát vùi lấp. Cuối cùng, 199 thỏi vàng cũng không rõ tung tích. Cho đến ngày nay, đối với người của thị trấn Bắc Đình mà nói, nó vẫn là một câu đố. Không lâu sau đó, Mã Đa Dư kết thúc cuộc sống làm cảnh sát của hắn, đưa xảo muội tử quay về quê hắn ở Định Tây.